Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 22. Có lời Đức Giê-hô-va được phán cùng ta rằng: Hỡi con người, có phải ngươi sẽ đoán xét, có phải ngươi sẽ đoán xét thành huyết này chăng? Thì hãy làm cho nó biết mọi sự gớm ghiếc của nó. Hãy nói cùng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Một thành đổ máu ở giữa nó, hầu cho kỳ nó đến và làm ra thần tượng nghịch cùng mình để làm ô uế mình. Bởi máu mày đã đổ ra, mày tự chuốc lấy tội, và bởi các thần tượng mà mày đã làm thì mày tự làm ô uế. Như vậy mày đã làm cho những ngày mày gần và những năm mày đến. Vậy nên ta đã lấy mày làm sự hổ nhuốc cho các dân tộc, làm trò cười nhạo cho hết thảy các nước. Những người ở gần và ở xa sẽ nhạo cười mày, là thành nhơ danh và đầy loạn. Hãy xem các quan trưởng Israel ở trong mày, ai nấy đều theo sức mình để làm đổ máu. Nơi mày, người ta khinh cha mẹ. Nơi mày, người ta dùng sự bạo ngược đối với khách lạ. Nơi mày, người ta hiếp đáp kẻ mồ côi cùng người quá bụa. Mày khinh dễ các vật thánh ta và phạm các ngày sa bát ta. Nơi mày có những kẻ dèm chê gây nên sự đổ máu. Nơi mày có kẻ làm tiệc trên các núi. Giữa mày có kẻ phạm tội tà dâm. Nơi mày có kẻ bày tỏ sự lõa lồ của cha ra. Nơi mày có kẻ làm nhục đàn bà đang có kinh nguyệt. Nơi mày, kẻ này phạm sự gớm ghiếc với vợ người lân cận mình. Kẻ khác làm ô uế dâu mình. Kẻ khác nữa thì hãm chị em mình, là con gái của cha mình. Nơi mày, người ta nhận của hối lộ đặng làm đổ máu. Mày đã lấy lời lãi và lấy thêm. Mày ức hiếp kẻ lân cận, lấy của không biết chán, và đã quên ta. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Vả, ta đập tay vì sự trộm cướp mày đã phạm, và vì máu đã bị đổ ra giữa mày. Khi những ngày ta xử mày sẽ đến, lòng mày có chịu được và tay mày có sức chăng? Ta, Đức Giê-hô-va, đã nói ra thì sẽ làm trọn. Ta sẽ làm cho mày tan tác giữa các dân tộc, chia rẽ ra trong các nước, và ta sẽ làm tiêu diệt sự ô uế khỏi giữa mày. Bây giờ, chính mình mày sẽ bị khinh dễ trước mắt các dân tộc, và mày sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Có lời Đức Giê-hô-va được phán cùng ta rằng: Hỡi con người, nhà Israel đã trở nên cho ta như là cáo cặn. Hết thảy chúng nó chỉ là đồng, thiết, sắt, chì trong lò. Ấy là cáo cặn của bạc. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Vì các ngươi hết thảy đã trở nên cáo cặn, cho nên này, ta sẽ nhóm các ngươi lại giữa Jerusalem. Như người ta hiệp bạc, đồng, sắt, chì, thiết lại trong lò và thổi lửa ở trên cho tan chảy ra thế nào, thì trong cơn giận và sự thạnh nộ của ta, ta sẽ nhóm các ngươi lại và đặt vào lò mà làm cho tan chảy ra cũng thể ấy. Thật, ta sẽ nhóm các ngươi lại và thổi lửa của cơn giận ta trên các ngươi, thì các ngươi sẽ tan chảy ra giữa nó. Như bạc tan chảy ra trong lò, thì các ngươi cũng sẽ tan chảy ra giữa thành ấy, và các ngươi sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, đã đổ cơn thạnh nộ ta trên các ngươi. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói cùng nó rằng: Mày là đất chẳng được tẩy sạch, nơi ngày thịnh nộ chẳng được mưa dào. Những tiên tri của nó lập mưu giữa nó, như sư tử hay gầm, cắn xé mồi của nó. Chúng nó nuốt các linh hồn, cướp lấy của cải và những vật quý, làm cho kẻ quá bụa thêm nhiều ra giữa thành.
các thầy tế lễ nó phạm luật pháp ta và làm dơ vật thánh ta, chẳng phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục, chẳng khiến người ta phân biệt cái gì là ô uế, cái gì là tinh sạch, nhắm mắt chẳng xem các ngày sa bát ta, và ta bị nói phạm giữa chúng nó. Các quan trưởng ở giữa nó giống như muôn sói xé mồi, chỉ lo làm đổ máu, làm mất linh hồn để được lợi bất nghĩa. Các tiên tri nó dùng buồn không pha rơm trét cho chúng nó, thấy sự hiện thấy giả dối và bói khoa sự dối cho chúng nó mà rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Song Đức Giê-hô-va chưa hề phán. Dân trong đất làm sự bạo ngược, phạm sự trộm cướp, khuấy rối kẻ nghèo nàn thiếu thốn và ức hiếp người trú ngụ cách trái phép. Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sức mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó. Song ta chẳng tìm được một ai. Vậy nên, ta đổ cơn thạnh nộ trên chúng nó và lấy lửa giận của ta đốt chúng nó. Ta đã làm cho đường lối của chúng nó lại đổ về trên đầu chúng nó. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chương 23. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, có hai người đàn bà là con gái của một mẹ. Chúng nó hành dâm trong Ai Cập, chúng nó hành dâm từ khi còn trẻ. Tại đó vú chúng nó bị bóp, tại đó chúng nó mất hoa con gái. Đứa chị tên là Ohola và đứa em tên là Oholiba. Chúng nó trở nên thuộc về ta và đẻ con trai con gái. Ohola tức là Samari, còn Oholiba tức là Jerusalem. Ohola hành dâm khi nó đã thuộc về ta, theo tình nhân nó là dân Assyri kẻ lân cận nó, mặc áo tím, làm tổng đốc và quan cai trị, thảy đều là trai tráng đẹp đẽ hay cưỡi ngựa. Nó hành dâm với những người con trai tốt nhất của Assyri, nó tự làm ô uế với những kẻ mà nó yêu thương cùng mọi thần tượng của chúng nó. Nó không chừa sự hành dâm mà nó đã đem đến từ Ai Cập, là nơi người ta đã làm nhục nó lúc còn trẻ, đã làm cho nó mất hoa con gái và đổ sự hành dâm của chúng nó trên nó. Vậy nên, ta đã phó nó trong tay tình nhân nó, tức là trong tay những người Assyri mà nó đã thương yêu. Chúng đã lột truồng nó, đã bắt lấy con trai con gái nó và làm cho chính mình nó phải chết vì gươm. Nó đã trở nên một câu chuyện trong đám đàn bà vì chúng nó đã làm thành sự phán xét trên nó. Em gái nó là Oholiba đã xem thấy mọi việc đó. Dù vậy, nó buông mình theo tình dục hơn chị nó và sự hành dâm của nó lại còn nhiều hơn. Nó phải lòng những người Assyri, tổng đốc và quan cai trị, tức là kẻ lân cận nó, ăn mặc sang trọng hay cưỡi ngựa, thấy đều là trai tráng đẹp đẽ. Ta thấy nó cũng đã tự làm ô uế và cả hai chị em cùng theo một đàn. Khi nó thấy những người được vẽ trên vách thành, những hình tượng của người canh đê sơn son, thì nó lại càng thêm sự hành dâm nó. Chúng nó thắt dây lưng và bịt khăn trên đầu thả thòng xuống, thảy đều có dáng các quan trưởng. Chúng nó làm ra như người Babylon trong canh đê là quê hương mình. Nó phải lòng chúng. Mới thấy lần đầu thì sai sứ giả đến cùng chúng nó trong canh đê. Những người Babylon đến cùng nó lên giường âu yếm và chúng làm ô uế nó bởi sự hành dâm mình. Nó cũng tự làm ô uế với chúng, rồi thì lòng nó sinh chán. Nó đã tỏ bày sự dâm ô mình, đã lột truồng mình ra, thì lòng ta cũng chán nó như đã chán chị nó. Nhưng nó thêm nhiều sự hành dâm, nhớ lại những ngày nó còn trẻ và thuở nó hành dâm trong đất Ai Cập. Nó phải lòng những kẻ yêu mình, những kẻ ấy thịt như thịt lừa, dâm quá như ngựa. Ấy vậy, mày đã nhắc lại sự dâm dục hồi còn trẻ, lúc mà những người Ai Cập bóp vú mày và làm mất hoa con gái mày. Vậy nên, hỡi Oholiba, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này,
ta sẽ giục những tình nhân mày mà lòng mày đã chán, giấy nghịch cùng mày, và ta đem chúng nó đến từ mọi bề nghịch cùng mày. Tức là những người Babylon, hết thảy người Canđê, Phê Cốt, Soa và Coa, và hết thảy người Assyri với chúng nó, là trai tráng đẹp đẽ, mọi tổng đốc và quan cai trị, quan trưởng và người có danh tiếng, hết thảy đều cưỡi ngựa. Chúng nó đem những khí giới, những xe đánh giặc, xe chở đồ và một đoàn dân đông đến nghịch cùng mày. Chúng nó dùng những thuẫn, những mộc và đội mão trụ mà vây chung quanh mày. Ta sẽ giao sự phán xét cho chúng nó, và chúng nó sẽ xét đoán mày theo luật pháp mình. Ta sẽ thả sự ghen của ta ra nghịch cùng mày, vì chúng nó đãi mày bằng sự giận dữ. Chúng nó sẽ cắt mũi và tai mày. Kẻ còn sót lại trong mày sẽ ngã bởi gươm. Chúng nó sẽ bắt con trai con gái mày. Kẻ còn sót lại trong mày sẽ bị nuốt bởi lửa. Chúng nó bóc lột áo sống mày và cướp lấy đồ châu báu mày. Vậy ta sẽ dứt sự hành dâm mày và thói xấu hổ mày đã đem đến từ đất Ai Cập, đến nỗi mày sẽ không ngước mắt ngó chúng nó và không nhớ đến Ai Cập nữa. Vì Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ phó mày trong tay những kẻ mà mày ghét, trong tay những kẻ mà lòng mày đã chán. Chúng nó sẽ lấy sự hờn ghét đãi mày, cướp lấy công lao mày, để mày trần truồng, bị bóc lột hết cả. Như vậy, sẽ tỏ điều xấu hổ về sự hành dâm, tội ác và dâm đảng của mày ra. Mày sẽ bị đãi như vậy, vì mày đã hành dâm cùng các dân, đã tự làm ô uế với thần tượng chúng nó. Mày đã đi theo đường của chị mày. Vậy nên, ta sẽ để chén của nó vào trong tay mày. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Mày sẽ uống chén của chị mày, là chén sâu và rộng, chứa được rất nhiều. Mày sẽ bị chê cười nhạo báng. Mày sẽ phải đầy sự say sưa và buồn rầu, vì chén của chị Samari mày là chén gỡ lạ và hoang vu. Mày sẽ uống chén ấy, sẽ uống cạn, sẽ lấy răng gặm các mảnh nó, và mày tự xé vú mày. Vì ta đã phán, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Vì mày đã quên ta, bỏ ta ra sau lưng mày, vậy mày cũng hãy chịu hình phạt về sự tà dục hành dâm của mày. Và Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, ngươi há không xét đoán Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba hay sao? Hãy tỏ cho chúng nó biết những sự gớm ghiếc của mình. Chúng nó đã phạm tội tà dâm và có máu nơi tay. Chúng nó đã phạm tội tà dâm với những thần tượng mình. Rất đổi những con cái chúng nó đã sinh cho ta, chúng nó cũng khiến qua trên lửa đặng cho thiêu nuốt hết. Chúng nó lại còn làm sự này nghịch cùng ta. Cùng trong một ngày, chúng nó đã làm ô uế nơi thánh ta và phạm các ngày sa bát ta. Sau khi đã giết con cái mình dâng cho thần tượng, trong ngày ấy, chúng nó vào trong nơi thánh ta đặng làm ô uế. Ấy, đó là điều chúng nó đã làm giữa nhà ta. Vả lại, các ngươi đã sai sứ giả gọi những người từ phương xa đến cùng mình. Này, chúng nó đã đến. Mày đã tắm rửa vì chúng nó, vẽ con mắt và dồi đồ trang sức. Mày ngồi trên giường sang trọng, trước giường dựng một cái bàn. Nơi bàn đó, mày đã đặt hương ta và dầu ta. Nơi đó có tiếng ồn ào của đám đông ở rỗi, và có người hèn hạ cùng người say sưa từ nơi đồng vắng được đem đến. Chúng nó đeo vòng nơi tay hai chị em và đội mũ rực rỡ trên đầu. Ta bèn phán về kẻ đã già trong sự tà dâm rằng: Bây giờ chúng sẽ gian dâm với nó và nó với chúng. Chúng đến cùng nó như đến cùng điếm đỉ, thì chúng đến cùng Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba là những đàn bà tà dâm cũng vậy. Vả, ấy là những người công bình sẽ đoán xét chúng nó như người ta đoán xét đàn bà ngoại tình và đàn bà làm đổ máu.
vì chúng nó là ngoại tình và có máu trong tay chúng nó. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Ta sẽ đem một đám đông lên nghịch cùng chúng nó và sẽ phó chúng nó bị ném đi ném lại và bị cướp bóc. Đám đông ấy sẽ lấy đá đánh đập chúng nó và lấy gươm đâm chúng nó, giết con trai con gái chúng nó và lấy lửa đốt nhà chúng nó. Như vậy, ta sẽ làm cho hết sự tà dâm trong đất, hầu cho mọi đàn bà được học biết không làm theo sự dâm dục của các ngươi. Người ta sẽ đổ lại sự dâm dục các ngươi trên chính mình các ngươi. Các ngươi sẽ mang tội lỗi về thần tượng mình, và các ngươi sẽ biết rằng ta là Chúa Giê-hô-va. Chương 2. Khi Đức Chúa Giê-xu đã sanh tại thành Bethlehem, xứ Giu-đê, đang đời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lại Ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng: Đấng Christ phải sanh tại đâu? Tâu rằng: Tại Bethlehem, xứ Giu-đê, vì có lời của đấng tiên tri chép như vậy: Hỡi Bethlehem, đất Giu-đa, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng chăn dân Israel, tức dân ta. Vua Herod bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng: Các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó. Khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại Ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương đi trước mặt, cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Mary mẹ Ngài, thì sắp mình xuống mà thờ lại Ngài, rồi bày của quý ra, dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và một dược. Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ai Cập rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi, vì vua Herod sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết. Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Ai Cập, người ở đó cho tới khi vua Herod băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Ta đã gọi con ta ra khỏi nước Ai Cập. Vua Herod thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ 2 tuổi sắp xuống ở thành Bethlehem và cả hạt, theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết. Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Jeremy đã nói rằng: Người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn than khóc trong thành Rama. Ấy là Rachel khóc các con mình mà không chịu yên ủi, vì chúng nó không còn nữa. Nhưng sau khi vua Herod băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao tại nước Ai Cập mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Israel, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi. Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Israel. Song khi nghe vua Achelau nối ngôi vua cha là Herod mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Joseph sợ không dám về. Và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao, nên người vào xứ Galilê, ở trong một thành kia tên là Nazareth. Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng: Người ta sẽ gọi Ngài là người Nazareth.
chương 3. Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê rằng: các ngươi phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Ấy là về Giăng Báp-tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng: có tiếng kêu trong đồng vắng, hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Vả, Giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da, ăn thì ăn những châu chấu và mật ong rừng. Bây giờ dân thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người. Và khi họ đã xưng tội mình rồi thì chịu người làm phép báp-têm dưới sông Giô-đanh. Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến chịu phép báp-têm mình, thì bảo họ rằng: hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận Ngài sao? Vậy các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự khoe rằng Abraham là tổ chúng ta. Vì ta nói cho các ngươi rằng, Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sanh ra con cái cho Abraham được. Bây giờ cây búa đã để kề rễ cây, vậy hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ phải đốn và chụm. Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn. Song đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Khi ấy, Đức Chúa Giê-xu từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh đặng chịu người làm phép báp-têm. Song Giăng từ chối mà rằng: chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-têm mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài. Vừa khi chịu phép báp-têm rồi, Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nước. Bỗng chốc các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Thi Thiên 91. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt, phá hoại đang lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉ lấy mắt mình nhìn xem và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác. Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi. Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhầm hòn đá chăng. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Bởi vì người chiếu mến ta nên ta sẽ giải cứu người. Ta sẽ đặt người lên nơi cao bởi vì người biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người. Trong sự gian truân ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa
hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.